Anh em nào có nhu cầu nạp Starbucks, nạp Estebon, nạp tất cả các bác trong store, cày thuê, hại khó, leo ren, hãy liên hệ Zalo mình 0967829982. Cảm ơn anh em. Chào tất cả anh em đã trở lại kênh của mình. Hôm nay anh em một clip cực kỳ hot anh em ơi. Đó là gì anh em? Tiếp tục mà bác anh em. À là gì? Nhưng mà nhận Ri mở 10 lần xong trên Ri một con top S. À nói chung là các bạn này đã nhờ mình test nhân phẩm rồi. Như thế nào? Kêu là cái gì đó ra Messi cũng được, Uto S cũng được. Ở trong này đội nón mi nè, áo đỏ nữa, để xem như nào. Mà áo đỏ là Manchester nè mà. Không sao, đó là được. Thì ok anh em, đó là gì anh em? Bây giờ mình sẽ lên to ha. Có một cái gói gọi là gì ta? Phải mở 10 lần. Cái gói kế bên thì với một Free còn Uto S 97 cộng. Đó, cực kỳ là hấp dẫn. Nhưng mà phải dùng FC Bon nha anh em. À, ok thì bây giờ vô to ha. Đây anh em. Nó có để cái gói là phần thưởng đặc biệt là U Top S nè, giới hạn hàng tuần chỉ có một lần thôi, mở khóa sau khi mua 10 gói hàng tuần U Top S kế bên đó, thấy không? Đây anh em, gói kế bên nè, gói hàng tuần U Top S đây, có nghĩa là mình phải dùng 700 FC Bond cho mở một lần, mà phải mở 10 lần, có nghĩa là phải dùng đến 7.000 FC Bond mở cái này, sau đó qua kia nhận Ri một con U Top S over 97 cộng hên xui, ha ha, cũng ngon anh em. 7.000 FC Bond mở 10 lần này thôi là cái ngon rồi, thấy không? Đó. Thì bây giờ mình sẽ khởi động trước một phát đầu tiên coi xem như thế nào, hôm nay cái nhân phẩm như thế nào. Bạn này chỉ cần yêu cầu là ráng ra Messi thôi là được rồi. Đó, mình cũng mọi hy vọng vậy. Hy vọng cho anh em, hy vọng thôi. Thì ok, bây giờ sẽ mở cho anh em phát đầu tiên coi như thế nào đây. Có lẽ là hơi chậm, mạng hơi chậm rồi nè, mạng hơi chậm rồi. Mấy bữa nay cảm giác như cái mạng nó yếu nè, thật sự luôn, vô game lâu lắm nè, lâu lắm mãi mới vô được, còn nhiều anh em vô không được luôn á, thật sự luôn đó, lót chậm lắm anh em thông cảm ha, tại vì do mạng thôi chứ mà do mình đâu, chứ wifi là bình thường anh em, như lúc biết mạng yếu mụn sao mà hay là server của bên SC bài sao anh em, đây vô rồi đây phần đầu tiên còn như là đây, trời ơi phần đầu tiên chẳng được gì hết nè, trời ơi được con 91 Zakaria, trời ơi tiếp tục phát thứ hai thế nào đây. Con đèn gì ta? Để mình làm bồ con nào đó đi. Con MB cũng được. Đó. MB có rồi nhỉ. Con LB nè. Đây ghi video cũng được đi. Đó. Mình quên. Bạn này cần cái ạc này, cần gì để quên thì mình vô mình coi cái ạc này coi là như nào đó. Không chơi đó. Đó. À. Hạt này thì khá nhiều con ngon em ơi. À, GK nè. Mày con CB nè. Mày cần CB với GK nè. Chứ hạt tấn công thì cũng khá ổn rồi. ST cũng được. Này có ED Thailand rồi nè. Rồi quá ngon luôn rồi. CB Manini kìa. Ồ muốn cái gì nữa ta? Muốn cái xì hả? À chắc muốn cái xì này mà đã tập đi cái xì đúng rồi. Ok anh em. Thì đã tập đi cái xe mới cái xì thôi. Đó vô. Mình quên coi cần cái gì đó để mình làm bồ xíu nè, làm bồ xíu. Rồi vô. Vô lại nha. Nói chung bạn này cũng khá là đầy đủ rồi. Cũng không cần nhiều đâu. Ra còn bàn đài nó cũng ngon đó nhờ. Bàn đài được chứ nhờ. Ok anh em, bây giờ phát thứ hai ha. Vô. Xem như đây. Nói chung là mấy cái phát này thì rất là khó. Thật sự 8899 mà hơi khó. Cần hên xui nữa. Cần sự may mắn nữa. Bây giờ vô phát thứ hai rồi. Nó cứ lót như vậy thôi, chờ rất là lâu anh em. Rất là sốt ruột anh em. Cái này anh em chịu thôi. Chứ giờ mạng đang mỏng nó yếu lắm. Trời ơi, phát thứ hai không được gì hết, không được hầm luôn. Trời có 92 rồi. Chết rồi, phát thứ ba đây, vô. Trời ơi, sao không đừng hầm ta. Vô đi, đừng hầm nữa, cơ hội thôi. Nói chung là có đường hầm thì mới là có cơ hội còn là ngon được. Đó. Vô. Hơi lâu. Mới làm mình hơi hộp quá. Nãy giờ hai phát đầu tiên không có đường hầm rồi. Phát được như vậy thì chết mất. Mạng mắm mày chết đây này mày. Lọt khá lâu. Thôi vô rồi, vô. Đừng hầm đi. Trời ơi, ba phát đầu tiên. Trời ơi, 59 nó mới đâu chứ. Tiếp luôn. Đấy, trời ơi. Nó như vậy được chết rồi, rất lâu quá. Thôi, tí nữa mình sau cái phát này mình sẽ làm hai phát lần đi anh em. Hai phát lần cho nhanh. Ok, hai phát lần, vô. Bây giờ phát này thì cho xong đi. Đây là phát thứ 4 rồi. Vô. Lâu quá này mày. Thật sự luôn, sốt đột thật chứ cái này. Các bạn cũng yếu thật chứ.
nhiều lúc mình đó anh em, nhiều lúc anh em vô không 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 vô game được luôn á, mình vô game được mừng rồi đó, thật sự luôn á, mừng rồi đó. Ngay thời điểm mang yếu nữa, đây vô đó, trời không luôn rồi, trời ơi, đen đi ta. Thôi bây giờ mình chơi đi, mình còn 6 phát đúng không? Thì mình sẽ chơi luôn một lúc 3 phát này, 3 phát này, 2100 SC bon vô 3 phát nha. Vậy nó mới hệt, vô thì lỡ rồi. Đó đó đó, xem nhìn đây, mấy giờ nó lót lâu quá, một phát như vậy phải có may may ra có đường hầm. Chứ mở một từng phát vào thì không không có nào, khó lắm, khó đường hầm lắm. Đây vô rồi, vô đường hầm đi cho nó ngon coi. Trời không đường hầm anh em ơi, trời ơi cái này cho đen chứ trời. Ba phát luôn trời, 1912 con 8988, trời ơi sao nó đen lắm trời. Nó tính toán rồi anh em ơi, tính toán rồi, căng lắm nha, khó ăn lắm nè, tính toán rồi, tính toán rồi. Để mở thêm mấy phát, ba phát cuối nè, ba phát này là phát cuối cùng nè. Rồi xong rồi, vô nè, lấy đuôi cái bên cho anh em. Chắc mình nghĩ là đi cái bê mới được hầm thôi, chứ cái này không được hầm nổi rồi, khó quá. Con ăn thật. Vô, một cách được hầm coi. Được hầm, được hầm rồi. Ê, được cái anh nổi rồi, cái này ngon coi. Ê, người Đức anh em ơi, CB Đức. Trời ơi, 5 chứ 4 gì đâu. Bây giờ máy được hầm chứ 4. Ờ, 5988 rồi. Trời ơi, đúng đen thật chứ. Đúng là nó tính toán hết rồi. Mấy gói này không ánh được, ngon được, ngon được rồi, ngon rồi. Mà ra vì con này, cái bên này mới được nè, thấy chưa. Vì cái bên này đó. Cái này là chắc chắn đường hầm anh em, nhưng mà không biết con gì thôi. Không biết cái may mắn không. Kêu là, kêu là Messi hả, Messi đâu rồi. Đây, Messi đây. Đấy là Messi nha, nhà em Messi nha. Để làm bùa mấy phát thì nó. À, vô, 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 vô. Đó, 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 vô nè. Vô nha, để xem như nào. Miễn phí một con 97 cộng như ở đây. Vô nha. Messi nha, cỡ Argentina nha. Argentina có cỡ Martinez nha, nguy hiểm nha. Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. Được nha, ra tập lưu nha. Nó lâu rồi này, thấy bực mình lắm này, lâu lắm này. Các bạn cũng nhìn chán ghê này. Vô. Đó. Đấy. Argentina đi. Đức rồi, chết cha này đi Đức rồi em ơi, CB rồi. Rồi lost the bat rồi, CB rồi. Ai, mà đi Đức rồi em ơi, đi Đức rồi, đi Đức rồi em ơi, đi Đức rồi. Ôi ôi, con ngon thì quá trời luôn mà con đi Đức con này rồi. À, con này bán được anh em, bán được nha anh em. Tuyệt vời luôn, không sao. Không xài, mang đi bán. Trời mấy con ngon thì quá trời. Đức, Đức cũng có con lost the bat thôi, lost the bat này CB thôi, hết rồi, Đức hết rồi, ra Hà Lan thì cũng đỡ bên tay. Trời ơi, cũng đen thật, nói chung cũng không được đỏ lắm. Ok anh em, đã mở xong 10 lần và một cái re rồi, để xem đội hình này như nào, coi sơ lại lần nữa cho anh em ha. Nói chung là hôm nay thì mở cũng không được đen đỏ lắm, nhận re còn 97 mà thấy không được hào hứng lắm, 97 cộng anh em đó. Đấy, CB con 99 hôm meo rồi kìa. Ra con CB này nó thì cũng không không làm ăn được gì hết. Trời 98 không làm được gì hết. Cũng hơi đen. Hơi đen thật. Để mình qua phần Euro trên coi có được con nào ngon, trên chơi vài vài phát này. Vài phát thì coi như thế nào. Nè, 98, 94, 98 này để kiếm coi con nào có con nào ngon ngon không. Đấy, quá trời là ai nghĩ con này không bán được à. Mình cho vô. Đấy. Kiếm vài con không bán được thì mình cho vô thôi em. Đấy, mấy con này quá trời nè. Ừ, 93 là bán được không ạ? Cho vô luôn đi, ba con này kẻ này lớn rồi cho luôn. Đấy, mấy con 85 này. Thử làm phát này con nó hên không? Thử làm phát này có hên không? Vô, vô đấy. Đây, 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 đây. Đây, vô rồi, vô rồi, vô rồi, vô rồi. Xem như đây. Đúng mà cái màn yếu, bật ghê này, bật thật đó. Đó, 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 nó không chạy, đó, giờ nó mới chạy nè, thấy chưa, đây là bà con. Giờ nó mới chạy nè. Coi mà nó là sốt đồ ta, nó sốt đồ đó hết rồi, như là đó vô nè. Đấy, cái này có đừng đọc cho vui vui đấy. Đấy, cờ gì đây, vô lan hả, ST hả, GK hả, rồi SZD gì vậy anh em ơi, 96 luôn, 96 luôn ghê chứ. Ôi coi người áo nữa kìa. Ôi 96, 95 là cũng được. Trời ơi, để coi bên đây có đủ đủ cầu thủ mình S trên chơi không nè, bốn con cầu thủ ấy nè. Trời ơi, không đủ rồi, 94 cộng mà 95, 96 mà. Hay là 96, 96 đi. Mấy con này có đâu bán được đâu. Ừ, đâu bán được đâu. Chơi luôn em, chơi thử kiếm con coi, chơi luôn, vô.
kiếm thử coi như nào. À, vô 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 đó, vô 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 hơi chậm lâu. Ồ, vô em vô nè. Quá đèn, quá đèn, không có con nào ngon. Kiếm con gì ta, lăng chim chính là con gulit ra cờ Hà Lan lớp tiền em, cờ Hà Lan lớp tiền nha, quên quên đấy, giờ quên làm bồ nữa. Hà Lan đi, Hà Lan đi, và ăn anh em ơi, rồi bỏ ăn anh em ơi. Hero kìa, y mắt ma đam ăn 97, trời ơi cũng hơi tiếc này, cũng hơi tiếc nhưng mà được có 97 vậy này cũng được rồi, mắt ma đam ăn 97 rồi ấy, được bài còn 94 nữa nè. Rồi cũng tạm vậy nè, cũng tạm thời cũng lấy lại cái gì đó, hy vọng đỏ đỏ trước cho bạn này. Rồi ok anh em, nói chung là mình làm clip vui vui nè, nói chung là mở cái bắt gọi là 10 cái mắt trong store để nó nhận view con 97 cộng, nhưng mà vẫn chưa được đỏ lắm, không được được với nên nối nào ở trên thì cũng được. Lần sau làm lại, lần sau làm lại đó. Là đi clip hay thì nhớ like share cho mình nha anh em, còn đừng chưa đăng ký những cái ủng hộ mình nha. Cảm ơn anh em, xin chào anh em.